Công viên Địa chất Toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn, tỉnh Hà Giang. Có diện tích khoảng 2.300 km², gồm 4 huyện vùng cao của tỉnh Hà Giang, Quản Bạ, Yên Minh, Đồng Văn, Mèo Vạc. Nơi đây tập trung nhiều loại hình di sản, nổi bật là di sản địa chất và di sản văn hóa. Ngày 3 tháng 10 năm 2010, Cao nguyên đá Đồng Văn được Hội đồng Tư vấn Mạng lưới Công viên Địa chất Toàn cầu công nhận là thành viên chính thức của Mạng lưới Công viên Địa chất Toàn cầu GGN. Từ khi thành lập và được UNESCO công nhận, Công viên Địa chất Toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn tỉnh Hà Giang đã góp phần vào phát triển kinh tế xã hội của Hà Giang, đặc biệt là về phát triển du lịch. Tuy nhiên, vẫn còn đó những tồn tại. Trên Cao nguyên đá Đồng Văn là một cái nơi mà rất là đa dạng về di sản địa chất, là một cái nơi mà có lịch sử phát triển tiến hóa địa chất tới hơn 500 triệu năm. Là huyện hỗ trợ 70% tu sửa nhà. Như nhà chú thì đã nhận được cái kinh phí hỗ trợ 70% này chưa ạ? Bây giờ thì đến giờ thì chưa, có cán bộ của huyện đến xem lại nhà cửa xong rồi ghi chép xong họ bảo cứ làm đi, hôm nay hàng hay. Khách du lịch lên đến với huyện Đồng Văn là một cái điều đáng mừng, nhưng các bạn hãy chậm một chút. Nếu như mà mình không đáp ứng được nhu cầu của khách mà mình cứ cố trong cái vội vàng như thế này thì sẽ không phát triển được lâu dài. Chung là cuộc sống cũng thay đổi nhiều, ấm cá hơn thì. Thân UNESCO cũng đưa ra những cái yêu cầu rất là ngặt nghèo trong cái việc là chúng ta phải nâng cao nhận thức cộng đồng, quảng bá hình ảnh và bảo tồn các cái giá trị di sản. Và chính vì vậy mà chỉ duy nhất có cái mô hình Công viên Địa chất Toàn cầu ấy, là người ta mới có một cái là cứ qua 4 năm, sau 4 năm là anh lại phải trải qua một cái cuộc tái đánh giá, tái thẩm định. Từ sau khi Cao nguyên đá Đồng Văn được công nhận là Công viên Địa chất Toàn cầu vào năm 2010 và tái công nhận vào năm 2014, thì cuộc sống của người dân Hà Giang đã có nhiều thay đổi mạnh mẽ nhờ vào sự phát triển của du lịch. Song hành với đó là trách nhiệm cần phải bảo tồn và phát huy các giá trị di sản nổi bật trên Cao nguyên đá Đồng Văn. Vậy Hà Giang sẽ đối mặt với bài toán phát triển du lịch kết hợp với bảo tồn như thế nào? Liệu những giá trị văn hóa truyền thống và vẻ đẹp tự nhiên vốn có của Hà Giang có bị phá vỡ hay không? Đó sẽ là những nội dung chính trong chương trình Nhìn từ Hà Nội tuần này của chúng tôi. Công viên Địa chất Toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn là nơi lưu giữ những giá trị địa chất độc đáo, tiêu biểu, ghi lại lịch sử phát triển của địa chất qua hàng triệu năm phát triển. Cùng với những giá trị cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, nơi đây còn hội tụ, lưu giữ những giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc. Từ nhiều năm nay, vùng núi đá cực Bắc này đã trở thành điểm đến có sức lôi cuốn mạnh mẽ đối với du khách và những nhà nghiên cứu khoa học. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Tân Văn, Viện trưởng Viện Địa chất và Khoáng sản, là người tâm huyết với các đề tài nghiên cứu đánh giá di sản địa chất. Ông đã tham gia các hoạt động của UNESCO với tư cách chuyên gia địa chất trong việc khảo sát, thẩm định các công viên địa chất trên thế giới, trong đó có Cao nguyên đá Đồng Văn. Thưa ông đánh giá như thế nào về các cái giá trị di sản, trong đó có giá trị di sản địa chất trên Cao nguyên đá Đồng Văn ạ? Cao nguyên đá Đồng Văn thì thứ nhất là về văn hóa thì nó là một cái khu vực sinh sống của tới 17 dân tộc ít người, trong đó chủ yếu là đồng bào người Mông. Mỗi một dân tộc thì đều có những cái bản sắc văn hóa rất là rõ nét, rất là đậm đà, rất đặc sắc. Về giá trị đa dạng sinh học thì nó có một cái hệ sinh thái trên núi đá Vôi. Trên đó có hai cái đàn vọc mũi hếch, là hai trong số ba cái đàn vọc mũi hếch còn sót lại ở Việt Nam. Rất là đa dạng về di sản địa chất, là một cái nơi mà có lịch sử phát triển tiến hóa địa chất tới hơn 500 triệu năm, với rất nhiều các cái hệ tầng, các cái tầng địa chất. Trong đó thì có rất nhiều các cái hóa thạch cổ sinh chứng minh cho cái lịch sử tiến hóa địa chất của cái khu vực đấy. Và về mặt địa mạo thì trên đấy là một cái tập hợp của rất nhiều các cái dạng địa hình đặc sắc, điển hình của cái một cái vùng đá Vôi. Hơn thế nữa thì nó nằm ở một cái độ cao khoảng từ 1.000 cho đến 2.000 mét. Cho nên là cái khí hậu ở trên Cao nguyên đá Đồng Văn là tuyệt vời. Được công nhận là Công viên Địa chất Toàn cầu, Cao nguyên đá Đồng Văn có được những lợi ích tiềm năng như tạo công ăn việc làm cho cộng đồng địa phương, gia tăng nhận thức về môi trường và địa chất cho người dân, bảo vệ tốt hơn những vị trí cần được bảo tồn, và đặc biệt là những nguồn lợi do du lịch mang lại.
Thưa ông, như thế nào thì được gọi là một công viên địa chất toàn cầu ạ? Một công viên địa chất toàn cầu thì trước hết nó phải là một cái công viên địa chất. Ở mỗi một quốc gia thì nó có thể là một công viên địa chất cấp tỉnh hoặc là cấp quốc gia. Nó là một cái mô hình phát triển kinh tế xã hội rất là mới, hướng tới cái việc gọi là bảo tồn và phát huy giá trị một cách tổng thể của tất cả các loại hình di sản văn hóa, di sản khảo cổ học, lịch sử học, đa dạng sinh học. Thế nhưng mà trong đó thì di sản địa chất đóng vai trò chủ đạo. Một cái công viên địa chất nó phải là một khu vực có một cái quy mô, có một cái phạm vi, một cái ranh giới rất là rõ ràng, cụ thể. Và cái đóng góp của nó vào cái nền kinh tế xã hội của cái địa phương đấy, của quốc gia đấy phải là rất đáng kể. Vậy thì theo ông, đi cùng với phát triển du lịch, sau khi được công nhận là công viên địa chất toàn cầu thì cao nguyên đá Đồng Văn có đối diện với cái bài toán đó là làm sao mà bảo tồn các cái giá trị di sản trên cao nguyên đá Đồng Văn, liệu nó có phá vỡ mất cái hệ sinh thái vốn có hay không? Chính xác, cái câu hỏi của chị là rất là hợp lý, bởi vì cùng với cái lượng du khách tăng lên rất nhiều như vậy thì vấn đề đặt ra là chúng ta sẽ tiếp tục chúng ta bảo tồn các giá trị di sản đó như nào. Các cái vấn nạn xã hội đi kèm với các cái hoạt động du lịch chúng ta phải kiểm soát nó như nào. Thì trong cái cuộc tái đánh giá, tái thẩm định đó mà anh bộc lộ ra những cái vấn đề gì đấy chẳng hạn, thì là nếu mà chưa đến mức nghiêm trọng thì người ta sẽ gọi là rút thẻ vàng, cảnh cáo. Trong vòng 2 năm người ta sẽ quay trở lại, người ta tái đánh giá tiếp. Còn nếu mà cái vấn đề của anh mà gọi là quá trầm trọng thì là ngay lập tức người ta rút thẻ đỏ, người ta mời anh ra khỏi mạng lưới. Thì trên thế giới hiện nay đã có một vài cái khu vực là đã bị rút thẻ đỏ và nhiều cái khu vực khác là rút thẻ vàng. Còn riêng cao nguyên đá Đồng Văn ấy thì cái năm 2014 là rất thành công trong cái việc vượt qua cái kỳ thái âm đấy, đến cái mức mà cái ông Patrick McKeever là khi đó là ông ấy là trưởng ban điều hành của cái mạng lưới công viên địa chất toàn cầu ấy, là khi tại cái thời điểm mà thông báo kết quả tái thẩm định, tái đánh giá ấy, là ông để cái cao nguyên đá Đồng Văn cuối cùng, ông cảm ơn cao nguyên đá Đồng Văn cuối cùng. Thế nhưng mà đó là một cái lời cảm ơn đặc biệt. Trước đó bản thân ông cũng rất là lo lắng là không biết là cao nguyên đá Đồng Văn có thể vượt qua cái kỳ tái đánh giá hay không. Và khi mà cao nguyên đá Đồng Văn đã làm được cái việc đó thì bản thân ông là rất là phấn khởi. Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của ông. Có thể xem đá như một đặc sản và là một nét riêng biệt của Hà Giang giữa hàng loạt nét tương đồng với các vùng núi Tây Bắc khác như Lào Cai, Lạng Sơn hay Cao Bằng. Vậy liệu cuộc sống của người dân thay đổi như thế nào khi nơi đây được công nhận là công viên địa chất toàn cầu? Và người dân đã thực sự hiểu thế nào là công viên địa chất toàn cầu hay chưa? Xã Sùng Là thuộc vùng lõi của công viên địa chất toàn cầu cao nguyên đá Đồng Văn. Thôn biên giới Lao Sa nằm sâu giữa những sườn đá. Nơi đây chủ yếu là đồng bào dân tộc Mông sinh sống. Người dân nơi đây quanh năm sống gắn liền với đá. Gia đình ông Vừ Chứ Lòng cũng vậy. Nhà mình chủ yếu sống bằng nghề gì ạ? Sống bà rửa nữa chính là cây ngô thôi. Ngô trồng số cây này, và tôi là nhà mình. Có vẻ như ông Lòng không quan tâm lắm thế nào là công viên địa chất toàn cầu. Nhưng tận vùng sát biên giới này, những người dân ít ra cũng biết đến vùng đất họ sống, được công nhận danh hiệu là công viên địa chất toàn cầu. Ông có hiểu thế nào là công viên địa chất toàn cầu không? Không, mình cũng chả hiểu. Mình chỉ biết là mình chỉ sống ở núi đá Đồng Văn thôi. Ông có biết cao nguyên đá Đồng Văn được công nhận là công viên địa chất toàn cầu không? Mình biết, đá thì mình sống ở đá thì là nhà, rồi là cái nhỏ cái kia vượt đá, rồi là làm nữa, xếp đá nữa. Thế ông có biết là cao nguyên đá Đồng Văn là được công nhận là công viên địa chất toàn cầu không ạ? Có, nó vẫn có. Thế ông có hiểu thế nào là công viên địa chất toàn cầu không? Thôi này là theo báo chí người ta nói là trước ấy, thì có nhà công nhân Đồng Văn này thì có nhà cái số đá mà núi cao,
thì coi là nó có nguyên chất ở trong lòng núi và đá, nó có nữa. Bây giờ là nhà nước cấm là không được phá. Khi mà mình sử dụng đá về xây vườn rồi là nhà ấy, thì mình phải có xin báo cáo lên xã, ủy ban xã, xong là ủy ban báo cáo lên huyện, sau đó mình được phép lấy này. Tức là sau khi công nhận là công viên địa chất toàn cầu thì mới như thế ạ? Vâng. Thế còn trước đây thì như thế nào? Trước đây thì không về gì, trước đây thì coi như là mình muốn lấy ở đâu được. Không phải người dân nào cũng hiểu rõ thế nào là công viên địa chất toàn cầu, nhưng những chính sách bảo tồn và gìn giữ thì đã bắt đầu được phát huy. Khi mà công viên địa chất cao nguyên đá Đồng Văn được công nhận và tái công nhận lần thứ hai, thì chúng tôi cũng tuyên truyền những cái chủ trương đối với việc bảo tồn công viên địa chất cao nguyên đá Đồng Văn, nhất là cái việc mà khai thác đá trên cao nguyên đá cũng được đảm bảo đúng quy hoạch và triển khai thực hiện. Đối với người dân khai thác vật liệu thông thường, làm những công trình dân dụng thì cũng đảm bảo đúng theo quy hoạch. Những địa điểm nào mà đảm bảo cho phép thì mới được triển khai thực hiện khai thác. Nó xa đường giao thông cũng như là đảm bảo xa khu biên giới và đảm bảo những cái điều kiện về an toàn, về vệ sinh môi trường. Ngoài việc gìn giữ các di sản địa chất, địa mạo, những giá trị văn hóa truyền thống được xem là linh hồn của cao nguyên đá Đồng Văn cũng đang được gìn giữ. Làng Lũng Cẩm là nơi duy nhất của xã Sùng Là được đưa vào khai thác du lịch với khu du lịch Nhà của Pao. Ngôi nhà cổ Nhà của Pao được đặt theo tên bộ phim Chuyện của Pao, một bộ phim nổi tiếng một thời. Anh Mùa Mí Lùng là cháu đời thứ ba của chủ nhân ngôi nhà này, giữ vai trò quản lý khu du lịch. Đây là cái cửa ngõ đầu tiên cho nhà Vương và cục cờ Lũng Cú. Hoàn thành đây thì cái bộ phim nó rất là nổi tiếng, mà được nhiều khách trong và ngoài nước đều đến tham quan và tìm hiểu ngôi nhà cổ nhất của trên cao nguyên đá Đồng Văn, là đặc biệt là cái ngôi nhà cổ của ông Mua Số Báo ạ. Mà ông chủ được xây dựng cái ngôi nhà này là ông Mua Số Báo. Cái ngôi nhà của ông là cũng xây dựng được 81 năm. Du khách đến đây có thể được chiêm ngưỡng lối kiến trúc cổ với những hàng rào đá, nhà trình tường, mái ngói âm dương. Những nếp nhà quen thuộc đã gắn bó với cuộc sống của người Mông hàng trăm năm nay. Rời Sùng Là đến với thị trấn Đồng Văn, những ngôi nhà ở khu phố cổ Đồng Văn cũng đang thuộc diện được trùng tu tôn tạo. Phố cổ Đồng Văn là một di tích kiến trúc nghệ thuật được công nhận là di tích cấp quốc gia từ năm 2009. Đây cũng là điểm đến yêu thích của nhiều du khách khi đến với cao nguyên đá Đồng Văn, Hà Giang. Năm 2013, phố cổ được phê duyệt vào dự án xây dựng bảo tồn trùng tu di tích nhằm phát huy giá trị của di tích cũng như phục vụ cho du khách tham quan. Tuy nhiên cho đến nay, sau gần 3 năm triển khai thì mới chỉ có một vài ngôi nhà được trùng tu sửa chữa. Số còn lại vẫn đang trông chờ vào số tiền hỗ trợ 70%. Ngôi nhà của gia đình chị Trần Thị Nhi đang xuống cấp trầm trọng. Ngôi nhà này đã làm cách đây 70 năm nhưng vẫn chưa trùng tu lần nào. Những vết nứt đã xuất hiện ở tường trình. Mặc dù có nguy cơ sập lúc nào không hay, nhưng nhà chị Nhi vẫn chưa thể sửa được vì chưa có kinh phí hỗ trợ. Như nhà chị đây thì là họ chỉ cho sửa cái tầng trên thôi. Thế đương nhiên cái tầng dưới là nhà mình phải làm. Thì nhà nước chỉ cho, có nghĩa cho 70%, nhưng với đi sửa có mỗi cái trên thôi. Thì bây giờ cái dưới này nhà chị ở kiểu gì? Đấy thì chị hôm nọ thì đi họp thì cũng có ý kiến là nếu mà bây giờ sửa thì chị cứ tưởng là nhà nước nó trùng tu để sửa lại thì sẽ coi như là chị phá đi, chị làm lại nhà mới thì là nhà nước hỗ trợ 70%. Thế nhưng bây giờ lại không hỗ trợ kiểu thế thì thế ra mà nếu mà không hỗ trợ kiểu thế thì chị nhà chị khác làm, nếu nhà chị khác làm thì chị xây bằng gạch. Chị cũng vẫn làm nhà ngang như thế nhưng chị xây bằng gạch. Thì lại không cho xây.
để bắt phải trình tường. Chưa tìm được tiếng nói chung với chính quyền địa phương, nếu nhà chị Nhi xây lại bằng gạch thì sẽ phá vỡ không gian kiến trúc trong di tích kiến trúc nghệ thuật phố cổ, trong khi nhà của chị Nhi vốn là một ngôi nhà cổ rất đẹp. Không đợi được tiền hỗ trợ, ông Thân, chủ ngôi nhà này đã tự bỏ kinh phí ra trùng tu. Ngôi nhà của tổ tiên gia đình ông Thân để lại xây dựng từ năm 1925. Chú có thể giới thiệu cái kiến trúc của ngôi nhà cổ của mình được không ạ? Vâng, cái kiến trúc cổ của nhà mình này nó vào cái thời cách đây khá lâu rồi. Cái dòng nhà cổ này nó có hai mái này là khu Đồng Văn là ít có. Cái này là vào trước năm 1925 thì mới có, còn bây giờ thì họ không làm như thế. Cái này là không có kèo mà chỉ có cột chống lên xà. Vật liệu của cái ngôi nhà này cơ khoảng 90% bằng chất liệu thông đỏ của ngày trước. Bây giờ thì cái dòng thông đỏ này không còn nữa. Quý hiếm đấy. Thế còn những cái tường là chỉnh tường hết ạ? Tường thì xung quanh chỉnh bằng tường, đằng trước này bưng bằng ván. Thế thì cái nguồn kinh phí để trùng tu lại thì chú lấy từ đâu ạ? Bây giờ trước hết thì kinh phí là gia đình tự túc đó. Và sau này xem nhà nước hỗ trợ thì tính sau. Vừa rồi có cái hội nghị là bàn về cái trùng tu của phố cổ Đồng Văn thì là huyện là ấn định là hỗ trợ 70% tu sửa. Như nhà chú thì đã nhận được cái kinh phí hỗ trợ 70% này chưa? Bây giờ thì đến giờ thì chưa. Có cán bộ của huyện đến xem lại nhà cửa xong rồi ghi chép xong họ bảo cứ làm đi. Hôm nay hàng hay. Năm 2013, khu phố cổ Đồng Văn được phê duyệt vào dự án đầu tư xây dựng bảo tồn tu bổ cấp thiết di tích do Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư hơn 66 tỷ đồng từ các nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa, ngân sách địa phương và các hộ có nhà được tu bổ đóng góp. Theo đó, có tổng số 31 ngôi nhà cần được tu bổ cải tạo. Thế nhưng cho đến nay, tiến độ trùng tu vẫn chậm chạp. Chúng tôi đã mang thắc mắc này của những người dân ở khu phố cổ tới bà Lý Trung Kiên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Đồng Văn. Hôm qua chúng tôi có tham quan cái khu phố cổ đấy và có người dân được biết là một số ngôi nhà đang trông chờ cái tiền hỗ trợ là 70%. Chị có thể trả lời về vấn đề này được không ạ? Cái này thì đã có văn bản tham mưu của Sở Tài chính để trình lên Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang. Cái việc đóng góp của bà con nhân dân với phương châm là nhà nước và nhân dân cùng làm thì nhân dân có thể bỏ công. Rồi là những cái gì mà tận dụng được theo đúng nguyên tắc trùng tu thì sẽ tính bằng cái phần trăm 30% mà người dân bỏ ra. Còn lại thì nhà nước sẽ hỗ trợ 70% để chúng ta cùng thực hiện cái việc trùng tu các ngôi nhà cổ trong phố cổ Đồng Văn. Nhưng mà có phải là 70% này là tính từ tầng 2 trở lên hay là tính trên tổng 70% là tổng kinh phí sửa chữa? Có lẽ là người dân người ta nghe chưa hết, chưa đầy đủ thôi. Cả một ngôi nhà thì phải tính cả tổng kinh phí để trùng tu một ngôi nhà chứ không phải tính tầng 2 hay tầng 1. Quan điểm của tỉnh ấy là tất cả các ngôi nhà trong khu phố cổ thì tỉnh đều sẽ hỗ trợ. Tuy nhiên ở những cái mức độ khác nhau và do điều kiện của từng nhà. Xin bà cho biết cái tiến trình thực hiện cái dự án trùng tu cái khu phố cổ trong năm 2016 này sẽ tiếp tục trùng tu 7 ngôi nhà ở cấp độ C và lộ trình là những năm tiếp theo thì cố gắng là sẽ trùng tu nâng cấp để đảm bảo cho cái khu phố cổ này sẽ được trùng tu đồng bộ và để đảm bảo đời sống cho bà con nhân dân cũng như là phát triển du lịch ở khu vực Đồng Văn. Nhà ông Lương Huy Ngò là một trong số ít ngôi nhà được trùng tu vào đợt 1 năm 2014 với kinh phí hỗ trợ 100%. Đến nay dù vẫn làm nghề thuần nông, gia đình ông Ngò đã mở thêm dịch vụ nghỉ dưỡng, lưu trú tại nhà dân hay còn gọi là homestay để phục vụ cho khách du lịch. Như tầng trên của ông là mình làm dịch vụ homestay hết ạ? Vâng, trên này là nghỉ được trên 20 người, nhu cầu của du khách càng ngày nó càng cao lên. Thế bây giờ là cái nhà nghỉ cộng đồng này yêu cầu nó phải phát triển ra. Thế bây giờ gia đình cố gắng đầu tư mà mở mang thêm, thu nhập thêm một ít. Sau khi mà trùng tu lên thì đời sống gia đình có cải thiện không ạ? Vâng, thì nói chung cảm ơn mọi người cũng như cảm ơn nhà nước đấy. Tức là cũng đã giúp đỡ cho chúng tôi là những cái hộ nghèo trong phố cổ. Thì sau khi mà
chúng tôi được cái nhà này ra thì cuộc sống chúng tôi cũng được phần là đỡ bớt được rất là nhiều khó khăn. Mô hình nhà lưu trú cộng đồng homestay đang là một hướng đi mới của Đồng Văn. Với mô hình này, vừa tận dụng được lao động địa phương, vừa gìn giữ được truyền thống văn hóa vốn có. Đây được xem là một hướng đi bền vững. Chúng tôi cũng xác định đối với lại các dịch vụ homestay ở trên địa bàn công viên địa chất toàn cầu Cao Nguyên Đá Đồng Văn chính là cái điểm hấp dẫn khách du lịch, người ta thích trải nghiệm, được ăn ở, sống cùng đồng bào và thậm chí là sinh hoạt rồi sản xuất cùng nhân dân. Đối với huyện Đồng Văn thì năm 2014 chúng tôi cũng đã mạnh dạn đưa ra một cơ chế riêng, đó là hỗ trợ cho các hộ gia đình sửa chữa nhà ở để phục vụ dịch vụ là mỗi hộ là 50 triệu đồng và nhà nước trả lãi. Thế thì là trong thời gian tổ chức thì bà con cũng hưởng ứng rất là nhiều và khách cũng rất là thích thú cái mô hình này. Thì trong thời gian tới chúng tôi nghĩ đây cũng là một cái hướng đi lâu dài trong cái dịch vụ an nghỉ cho khách du lịch liên với huyện Đồng Văn. Với lợi thế về cảnh quan thiên nhiên cũng như ý thức gìn giữ giá trị văn hóa của người dân tộc Dao áo dài, thôn Nậm Đâm thuộc huyện Quản Bạ là một trong những thôn được lựa chọn trọng điểm để xây dựng mô hình làng văn hóa du lịch cộng đồng. Nậm Đâm, ngôi làng của người Dao áo dài sinh sống được bao bọc bởi núi đồi trùng điệp. Những người Dao vẫn giữ nguyên nét truyền thống văn hóa trong sinh hoạt hàng ngày, không chỉ ở lối sống mà đặc biệt là ở trang phục của người Dao. Giữ truyền thống độc đáo lại nằm ở vị trí trung tâm của nhiều tuyến du lịch lân cận, Nậm Đâm được lựa chọn là điểm dừng chân của nhiều du khách. Vì thế mà mô hình nhà cộng đồng homestay được xem là một hướng đi hiệu quả tại nơi đây. Thôn Nậm Đâm thì có bao nhiêu gia đình là kinh doanh với dịch vụ ở nhà cộng đồng homestay ạ? Đây có 3 nhà là nhà hộ gia đình homestay. Bắt đầu từ bao giờ ạ anh? Cái này hình thành từ năm 2012. Người dân lúc đầu cũng chưa biết khách khai thác cái du lịch này. Thì dần dần sau đến bây giờ là các hộ điêu chú cũng nhận biết và được đón tiếp khách thì cũng được thu nhập cá lên. Thì hiện nay gia đình, các hộ gia đình đấy cũng phát triển cũng tương đối cá. Họ còn rất là bỡ ngỡ, không biết là đón tiếp khách như nào. Ngoài lại dịch vụ ăn uống cũng không biết là nấu, không biết nấu. Có dịch vụ như nấu ăn cho khách này, nấu ăn truyền thống, rồi xem văn nghệ và lễ cấp sắc của người dân tộc Dao. Ngoài ra còn đi thăm cảnh quan trong thôn, ngoài lại đi thăm thác nước, ngoài lại đi đưa khách đi các tuyến như đi Lùng Tán, ngoài lại đi Quyết Tiến, đi hang động Lùng Quý. Anh có thể dẫn em đi thăm một số gia đình làm dịch vụ homestay được không? Rồi, nhà này là của anh Lý Thà Đạt ạ. Hộ này là làm đầu tiên nhé. Đây là các ảnh chụp của khách ạ. Đây là sáng. Bộ văn hóa xã đấy. Họ chụp, họ tôn quý. Đây là vợ của anh Đạt. Vâng. Lúc mới làm, anh mới làm khó khăn lắm. Thì về vật liệu mình các gỗ các kiểu này, chất lập các kiểu mình các mua hết đó. Đấy khó khăn, lúc đầu đang làm khó khăn lắm. Nhưng mà sau đó thì được 1-2 năm thì là thấy ổn ổn. Thì kiểu cách nước ngoài thì bảo là đi thôn Nậm Đâm là có người trang phục cúng người Dao. Bây giờ đấy chưa bỏ truyền thống. Đấy, trang phục phụ nữ, trẻ em, con trai, toàn là mặc trang phục hết. Nhà cũng trình tường, không được bỏ trang phục. Kiểu là thôn Nậm Đâm là bây giờ gọi là làng văn hóa. Ở đây chỉ yếu là trình tường, làm nhà trình tường, hoặc là mình phải chọn đất ký, hoặc là đất màu không dùng, dùng cái đất vàng. Đất này mình có một cái quân dựng lên, xong là đổ đất vào, hoặc là dùng cái chày giá kín, giá chặt, xong là mới lại được một vòng, xong lại tiếp tục nâng lên một vòng trên.
Còn tầng trên thì mình cũng dùng gỗ nhiều. Cái nhà mà làm bằng đất như thế này thì nó có những cái đặc điểm như thế nào? Nó có đặc điểm thoáng mát về mùa hè, ấm áp về mùa đông. Chính cái nhà này cũng đang mở rộng rồi. Trước là ở cái nhà cũ bên này. Nhưng bây giờ năm nay họ vừa mở rộng thêm cái nhà mới này. Cái này đang làm homestay đúng không? Vâng. Mặc dù còn nhiều khó khăn so với lợi thế tự nhiên vốn có, Hà Giang những năm vừa qua đã thu được những con số ấn tượng về du lịch. Nếu như năm 2010, Hà Giang mới chỉ đón 301.000 lượt du khách, thì đến năm 2014 đã tăng lên 650.000 lượt và năm 2015 762,6.000 lượt người. Doanh thu từ các hoạt động du lịch đã tăng lên gần 600 tỷ đồng năm 2014, lên trên 708 tỷ đồng năm 2015. Những con số đó cho thấy sức hút mới mẻ từ Hà Giang, nhưng cũng tạo ra những áp lực để hoàn thiện dịch vụ và cơ sở hạ tầng. Cùng với đó là trách nhiệm Hà Giang trong việc vừa phát triển du lịch, vừa phát huy bảo tồn các giá trị di sản để giữ vững danh hiệu Công viên Địa chất Toàn cầu của UNESCO.